Chào bà con cô bác quay trở lại với kênh YouTube Đồ Đồng Miền Tây. Rất là vui khi được gặp lại bà con cô bác trong đoạn video clip ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe, chúc bà con cô bác có một ngày làm việc thật là nhiều may mắn, mọi chuyện đều được như ý muốn. Hôm nay em mang đến một số cái món đồ đồng, chủ yếu là những cái món đồ đồng và hai cái bình ni lông của Liên Xô cũ. Đó, một cái mẫu chống đồng nhỏ để co, một cái quạt giặt tàn đội, đó, một cái điếu hình con nghê, một tượng Phật Đạt Ma và một cái đồng hồ báo thức đó, bằng đồng. Thì và em cũng rất là cảm ơn bà con cô bác anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hy vọng là mọi người xem đây sẽ cho em một cái lượt like và một lượt đăng ký để em có thêm động lực em làm nhiều video gửi đến bà con cô bác anh chị. Xong rồi em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái món đồ cho bà con cô bác anh chị mình có thể nhìn xem và đưa cái lựa chọn ha. Thì trên tay em đang là một cái đồng hồ báo thức máy đồng đó. lên code đây, em sẽ lên code cho bà con cô bác anh chị xem ha. Nó vẫn còn hoạt động như bình thường nha bà con cô bác anh chị. Đó, kim dây đang chạy rất là bình thường, chuông báo thức của nó vẫn còn bình thường luôn nha bà con các anh chị. Đó, cái này là máy đồng luôn nha. Đó, thì chiều cao của cái đồng hồ này là 14 cm bà con các anh chị, đường kính của cái mặt nó là khoảng 9 cm. Đó, cái đồng hồ này thì mình mua về mình để trưng bày sử dụng đều được nha, mình tặng cho con em mình hay là này để sử dụng đều được hết. Nó giá trị sử dụng, giá trị trưng bày đều còn nguyên nha bà con cô anh chị. Máy đồng cho nên nó xài rất là bền nha. Rồi giá em để cho mọi người giao lưu cái đồng hồ báo thức bằng đồng này là 1.500.000 đồng nha bà con cô anh chị. Bà con cô anh chị nào mình xem mà mình thấy chưa có rõ, hoặc là mình muốn xem nhiều hình ảnh hơn, hoặc là xem vì muốn em gọi điện trực tiếp để mình em coi cái sản phẩm á, thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0774 814 824, hoặc là cái số Zalo luôn nha bà con cô bác anh chị. Rồi em xin đi qua cái món đồ tiếp theo. Ở đây em có một cái điếu con nghê đây cho bà con cô bác anh chị mình xem nha. Đó, cái điếu này nó cũng khá là lâu rồi đó bà con cô bác anh chị. Mình nhìn cái màu men của nó rạn nước từ ở dưới thân lên tới trên. Đó, ở dưới ốc trâu nè, nhiều chỗ nổi lên. Đó, bà con có anh chị nào mình có sở thích sưu tầm những cái món đồ gốm, những cái điếu độc lạ, kiểu dáng độc lạ, hình thù con này con kia, hoặc là thích chơi những cái món đồ hồi xưa, cái ông mấy cái điếu hồi xưa của ông bà mình hay xài á, thì đây cũng là một cái món đồ mình đáng mình để sưu tầm về ha. Đó, giá mà em để cho mọi người giao lưu cái điếu hình con nghê này là 500.000 đồng nha bà con có anh chị. Bà con có anh chị nào mình thích những cái món đồ độc lạ như này thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0774 814 824 để mà mình sở hữu cái món đồ này ha. Rồi tiếp theo em sẽ, ở đây em có một cái gạch tàn này. Ở đây cái gạch tàn này có trên mặt nó có chữ là Trung tâm huấn luyện TQLC Huế Đà Nẵng 1968. Gạch tàn này thì có cân nặng là 1 kg nha bà con của anh chị. Chất liệu là đồng hết luôn nha anh chị, bà con của anh chị. Đó, gạch tàn này nó được làm từ một cái vỏ đạn á, đó, cái vỏ đạn đây rất là bền luôn nha, nó nhiều và cái năm của nó sản xuất hình như là đây, nó có cái tay trên đây luôn là 1968 luôn nha bà con của anh chị. Đó, nhìn rất là đẹp cái này ha. Thì mình, bà con của anh chị nào mình có sở thích sưu tầm những cái món đồ mà nó gọi là kỷ vật chiến tranh, hoặc là nó độc lạ liên quan đến chiến tranh đồ này kia, thì đây cũng là cái món đồ mình có thể mình sưu tầm về mình chơi ha. Rồi giá mà em để cho mọi người giao lưu cái gạch tàn, cái gạch tàn này em kêu là cái gạch tàn quân đội đi. Đó, gạch tàn quân đội là 1.300.000 đồng nha. À, cái gạch tàn này có đường kính của nó là 10 cm, bà con có anh chị em quên nữa. Rồi cái độ dày của nó là bằng 4 cm nha. Rồi em xin nhắc lại giá mà em để cho mọi người giao lưu cái gạch tàn quân đội này là 1.300.000 đồng nha. Rồi em xin đi qua cái món đồ tiếp theo. Ở đây em có một cái
mẫu chống đồng Nông Sơn deco đó. Cái mẫu này là cái mẫu mô phỏng lại cái mẫu chống đồng Nông Sơn này á, thì nó có cân nặng là 700g như bà con cô bác anh chị đó. Cân nặng của nó là 700g, chiều cao của nó là 9cm cho bà con cô bác anh chị đó. Cái này làm chất liệu nó bằng đồng luôn đó, đồng màu đồng vàng đó. Nó được mô phỏng từ cái chống chống Đông Sơn lớn nha bà con cô bác anh chị đó. Cái này thì mình về mình trưng bày trong tủ kiến hoặc là để trên bàn từ này kia đều rất là đẹp nha đó. Ở trên đây thì có nhiều cái hoa văn, nói chung mô phỏng gần như là chính gần như là giống hoàn toàn vậy đấy đó, rất là đẹp nha. Rồi giá mà em để cho mọi người giao lưu cái chống đồng Đông Sơn nhỏ này là 1.500.000 đồng nha bà con cô bác anh chị. Rồi tiếp theo em sẽ đi qua một số cái món đồ đồng ha. Ở trên đây em sẽ giới thiệu là đầu tiên một con gà đứng trên thỏi tiền đó. Con gà này thì nó nặng 2,2 kg bà con cô bác anh chị. Đây, đem mà dạ này kìa. Con gà này nặng 2,2 kg, chiều cao của nó là 22cm nha, bề ngang của nó là 14cm đó. Thì em hôm nay thì em có mang đến mà một con gà nè, một con trâu nè, một con khỉ, một con heo, con lợn, thì nó giống như là 12 con giáp á, nhưng mà hiện tại em chỉ có 4, em chỉ mang lên 4 con, em có tìm được 4 con thì mang lên 4 con nha. Thì bà con có anh chị nào mình có cái mình mạng con nào đó thì mình có thể mình mua về một con này đó, mình để mình trưng bày ở trên bàn làm việc, trên bàn thờ thần tài hữu địa ha. Thì con gà này là con gà túc tiền nha bà con cô anh chị. Những người có mà tuổi dậu nè, mạng cầm tinh con gà này kia nè, có thể mua về để trưng bày đồ này kia ha, đều mang lại ý nghĩa phong thủy là tiền tài đồ này kia vô đều tốt hết trơn nha bà con cô anh chị. Đó, gà đứng trên thỏi vàng này, gà túc tiền nè. Rồi đây em giới thiệu hết con từng con nha, tại vì những cái món những con gà này nè, con trâu, con heo với con khỉ này thì đều đồng giá hết nha bà con cô anh chị. Đó, về cái trọng lượng của con trâu, con trâu này trọng lượng nó tới 2,6 kg, 2,7 kg nha bà con cô anh chị. Đó, chiều cao của nó thì tương đương như con gà thôi đó, tầm 20-22 đó, bề ngang của nó tầm 15 đó. Rồi con khỉ đây em giới thiệu từng giới thiệu được 4 con luôn cho bà con cô anh chị mình xem nha. Đây, đây em có con khỉ, con trâu, con gà và con heo. Thì 4 con này là giống như trong 12 con giáp đó, là em có 4 con em giới thiệu. Thì bà con của anh chị nào mà mình tuổi con một trong 4 con vật này, hoặc là mình cầm tinh con đó, thì mình có thể là mình mua về mình trưng bày trong tủ kiến trên bàn thờ tại hữu địa ha, đều mang ý nghĩa phong thủy là mang lại tiền tài hoặc là những cái điều đều như ý mình mong muốn nha bà con của anh chị. Rồi giá mà em để cho mọi người giao lưu đó, mỗi cái bức tượng đồng của mới con 12 con giáp này á là 1.300.000 đồng nha. Đó, bà con của anh chị nào mình ưng cái con nào mình thấy nó hợp với tuổi của mình với mạng của mình thì mình có thể là mình liên hệ với em qua số điện thoại 0774814024 ha, để mình mua hàng nha. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu bà con của anh chị một con cóc ngậm tiền đó. Con cóc ngậm tiền này thật ra mình kêu là con thiềm thừ nha bà con của anh chị đó. Con thiềm thừ này đó thì nó cân nặng của nó là 1,5 kg nha. Con thiềm thừ này cân nặng của nó là 1,5 kg. Chiều cao của nó là bao nhiêu? 11cm nha bà con quá anh chị. Chất liệu của nó là bằng đồng luôn nha. Đó, ở dưới thì có mộc chuyện. Đó, ở trên lưng của nó thì nó có khởi tờ khởi tiền. Đó, rất là đẹp nha. Đó, cái con góc này thì người ta hay để ở trên bàn thờ và thần tài thủ địa nè, quy sáng quy ra chiều quy vô nè, để mang tiền tài đồ này kia cho mình thì gia chủ nè ha. Đó, bà con cô bác anh chị nào mà mình thích cái con thiềm thừ con cóc này nè, mình thỉnh về mình cho trưng bày trên bàn thờ thần tài thủ địa thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0774814024 nha. Rồi giá mà em để cho mời giao lưu con thiềm thừ này là 1.100.000 nghe bà con cô bác anh chị. Đó, là tiếp theo em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái bình nước. Ở đây em có hai cái mẫu bình nước, một cái bình nước loại lớn và một cái bình nước loại nhỏ của Liên Xô cũ nha. Hai cái bình này đều là bằng inox hết nha bà con cô bác anh chị, inox không gỉ nha. Bao bao da của nó bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn mà. Cái này là hàng Liên Xô nha bà con cô bác anh chị. Đó, đây vẫn còn mà đựng được bình thường nha bà con cô bác anh chị. Đó, còn có một cái lớn và một cái nhỏ. Bao da của nó rất là chắc nha bà con của anh chị. Đó, thì
cái này thì bà con có anh chị nào mà mình thích sưu tầm những cái kỷ vật này nè, kỷ vật chiến tranh hoặc là những món đồ nó có hơi có tuổi đời rồi này kia, mình mua về hoặc là ba anh chị ấy gì cái chú bác nào mình mua về mình đựng rượu rồi này kia, mình xách đi mình uống ha, đều rất là, nói chung cũng rất là hay ha. Đó, đây là một cái bình nhỏ đây, còn đây là cái bình lớn đây. Cái bình lớn này nó cũng tương tự cái kết cấu thôi, chẳng qua là cái kích thước của nó, cái dung tích của nó lớn hơn thôi. Phía ngoài thì có cái quốc huy búa liềm đó, có chữ CCCB đó. Này là inox không gỉ đúng như bà con có anh chị đó, vẫn còn giá trị sử dụng cũng giá trị trưng bày nha. Thì bà con có anh chị nào mà mình thích đó, cái bình đựng nước này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0774814224 nha. Giá mà em để cho mọi người giao lưu á, cái bình nước nhỏ là 700.000 đồng, còn cái bình nước lớn này là 1.200.000 đồng nha bà con có anh chị đó. Em xin nhắc lại là cái bình nước nhỏ là 700.000 đồng nha, còn bình nước lớn là 1.200.000 đồng ha. Rồi em xin đi qua món đồ tiếp theo và cũng là món đồ cuối cùng trong đoạn video hôm nay, đó là cái tượng đặt ma sư tổ. Đây, tượng đặt ma sư tổ này chất liệu bằng đồng nha bà con quý anh chị. Tượng này thì nặng 5,8 kg nha. Tượng đặt ma sư tổ nặng 5,8 kg nha bà con quý anh chị. Chất liệu đồng luôn ha. Đó, thì mọi người chắc cũng bà con quý anh chị mình cũng biết ha, đặt ma sư tổ ha là một trong những gọi là những vị cao tăng thánh tăng luôn ha. Thì mình em cũng giới thiệu nhiều lần rồi nhưng mà chưa tìm được cái gọi là người nào hữu duyên để thỉnh đặt ma sư tổ về mình thờ cúng hoặc là mình hái trưng bày ha. Thì nói chung thì mỗi mình mà tin Phật, mình hướng Phật đó, mình có cái tín ngưỡng á thì mình thỉnh ngài về để mình thờ cúng đó, thì ngài sẽ mang lại rất là nhiều cái điều may mắn cũng như là những cái điều tốt cho gia đình mình ha. Rồi cái tượng này thì chất liệu bằng đồng đó, ở phía dưới thì có mộc chuyện đây đó. Rất là, nói chung nhìn người rất là có uy nghiêm ha. Thì giá mà em để cho mọi người giao lưu cái bức tượng đặt ma sư tổ này là 3.000.000 đồng nha. Đó, và còn có anh chị nào mà mình cảm thấy có duyên với bức tượng này thì mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0774814824 để mình thỉnh bức tượng đi về mình thờ cúng nha, hoặc là mình trưng bày được hết ha. Rồi, bức tượng đặt ma sư tổ cũng là cái món đồ cuối cùng trong cái đoạn video ngày hôm nay của em. Thì rất là cảm ơn bà con của anh chị đã theo dõi hết cái đoạn video. Thì bà con của anh chị nào mình xem mà mình thấy chưa có rõ mà mình muốn xem thêm hình ảnh thì mình có thể kết bạn với em qua Zalo là 0774814824 để em gửi thêm hình ảnh ha. Và cũng em có để dưới cái phần mô tả từng cái món đồ, từ chi tiết từng món đồ cũng như là cái giá tiền của nó. Tại vì nhiều khi trong lúc em nói mà cái giọng em nó hơi khó nghe hoặc là nó ồn á, thì bà con của bác anh chị mình nghe không rõ, mình không biết được cái tên món đồ cũng như cái giá tiền, thì em sẽ để phía dưới cái phần mô tả, mình chỉ cần bấm xuống thôi là mình thấy ha. Rồi, em rất là cảm ơn bà con của bác anh chị đã theo dõi em tới hết cái đoạn video clip ngày hôm nay đó. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong đoạn video clip sắp tới.